đã quá quen thuộc trước những đoạn clip vạch trần đồ ăn lề đường. Không ít món trong số đó thực sự rất kém vệ sinh và cũng không ai có thể đảm bảo chúng ta đang mua và sử dụng đồ tươi mới 100% cả. Điển hình như cô gái dưới đây, mua hộp xôi mặn ở vỉa hè nóng hổi về nhà ăn thì tá hỏa khi chứng kiến cảnh dồi bò lúc nhúc. Trong clip có thể thấy cảnh nguyên đàn dồi bò lúc nhúc từ bên trong quả trứng cút. Cảnh này khiến không ít người xem sởn da gà vì đó giờ ai cũng rất thích ăn món này, đặc biệt là những cô cậu học sinh mua trước cổng trường. Dù biết không phải nơi nào cũng buôn bán kém vệ sinh như vậy, nhưng nếu cứ cắm mắt cắm mũi vào ăn mà không nhìn thấy những thứ này thì có phải kinh dị lắm không? Mua hộp xôi lại còn được khuyến mãi cho cả đàn dồi béo ngậy, lời to nhỉ, trứng cút là thứ rất dễ bị hư và chỉ có thể để dùng trong ngày. Trường hợp này chắc chắn người bán xài đồ cũ để từ hôm trước rồi. Trời ơi, món ruột của tôi luôn, xem clip này xong, từ nay chắc hết dám ăn quá, một số cư dân mạng bình luận. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút được rất nhiều cư dân mạng, đa số đều sởn da gà khi xem xong đoạn clip. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!